Cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam xin chào tất cả các bác nhá. Và hôm nay thì bên cửa hàng Hiếu Minh rất là vui mừng các bác ạ. Có một chuyến hàng. Đấy, lần này thì vào rất là nhanh nhá. Có một chuyến hàng gửi từ ngoài miền Bắc vào trong cơ sở miền Nam. Nếu mà như cơ sở trong Nam của bên cơ sở Hiếu Minh Audio thì các bác chắc là nhiều bác cũng đã biết địa chỉ và cũng nhiều bác là chưa biết. Thì hôm nay em hướng dẫn lại một lần nữa cho các bác về cái địa chỉ ở bên cửa hàng Hiếu Minh Audio. Địa chỉ cụ thể là 48B Cư Xá và điểm quốc lộ 22 Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha các bác nhá. Và bên cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại Sài Gòn thì đối diện với tôi Tam Sương nhá, theo hướng chéo này, và đối diện với doanh trại, cổng doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam này, và nằm trên mặt đường quốc lộ 22. Còn nếu mà các bác đi từ hướng thành phố mà xuống đến cửa hàng Hiếu Minh Audio thì sẽ qua đến ngã tư Trung Chánh nhá. Thì các bác vòng ngược lại thêm 500m thôi. Các bác cứ định vị giúp em là đối diện với Toyota Sương này, hoặc là đối diện với cổng doanh trại quân đội thì các bác sẽ dễ dàng nhận biết được. Mà cái dãy này thì các bác ở đây thường thường gọi là dãy nhà lầu, hay là còn bên cửa hàng em thường thường người ta gọi là khu công chứng, văn phòng công chứng và điểm cũ thì các bác đã biết. Rồi ok, và quay trở lại với clip ngày hôm nay thì bên cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam thì đã nhận được một số đơn hàng của các bác, và cũng như là một ít hàng ở ngoài miền Bắc gửi vào trong cơ sở miền Nam. Thì những kiện bao gồm có là những dòng loa bát 25, bát loa 4010 này, một trong những dòng loa mà cũng nhiều bác là cũng đã hỏi và phản hồi, thì mong muốn cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại Sài Gòn có hàng. Thì hôm nay thông báo với các bác là đã có hàng tại trong cơ sở miền Nam nhé. Và những dòng loa bát 25 của DK đây, KH10 đấy, dòng loa này đây cũng vừa mới về hàng nhé. Một trong những dòng loa mà đều cả 3 giải. Thường những dòng loa 3 giải thì các bác mua cỡ đâu đó là cỡ khoảng 12, 13 triệu, thậm chí đến 15 triệu đồng. Thì hôm nay các bác có thể dành ra khoảng cỡ khoảng hơn 6 triệu đồng thôi thì các bác đã cho mình một cặp loa bát 25. Giải bát sâu và tiếng chép rất là sáng, đánh trên cái dòng loa bát 25 DK này. Và dòng loa JBL KP4010 thì là đánh giá là một trong những dòng loa chép neo. Và con này nó sử dụng chép là chép của bát 30 nha các bác nhé, chép bát 30. Và sử dụng dòng chip của loa 4012. Thì dòng loa 4010 và 4012 thì nó đều giải chip với nhau, thì các bác có thể lựa chọn một trong hai dòng. Và cái độ phủ được đánh giá, những dòng loa JBL này độ phủ rất là lớn vì sử dụng chip neo, và độ nhạy lên đến rất là cao nên nó sẽ không bị tốn công suất của đẩy nha các bác nhé. Đây, vào những mặt hàng ở đây dành cho các bác qua cửa hàng Hiếu Minh nhé. Thì bên cửa hàng Hiếu Minh tại cơ sở miền Nam hiện tại có một số đơn của các bác này, và nhiều bác cũng đã đặt ở ngoài miền Bắc và trong sở Sài Gòn. Thì hôm nay thì xin phép được các thông báo với các bác là đã có hàng ở trong cơ sở miền Nam nhé. Và những dòng súp Fighto bát 50 đấy, Fighto bát 50, một trong những dòng súp mà đánh tiếng rất là mềm sâu, và thứ hai là dành cho những bác nào mà thưởng thức âm nhạc thì các bác có thể lựa chọn sang những cái dòng súp bát 50 của Fighto này nhé. Đấy, vừa mới về hàng thôi, ở đây có 4 quả, con này là TG Audio các bác nhé, vừa mới về hàng, vào đây được khoảng 4 quả thôi nha các bác nhé, hàng thì không có nhiều. Và dòng đẩy mới nhất của hãng DB Acoustic H4120 cho ra công suất mỗi kênh là 1200W một kênh. Đây, đấy, dòng đẩy vừa mới về và cập bến tại cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam nha các bác nhé. Thì những dòng đẩy này vừa mới vào hàng và cũng đã có một số các bác khách hàng đã đặt, thì xin phép được thông báo các bác là hàng đã vào nhé. Và dòng đẩy 2 kênh Ashley A21000 này. Đấy, và những con mixer, bản mixer 12 line của DB Acoustic, vào đây em vào được khoảng 5-6 chiếc thì cũng vừa mới vào hàng để phục vụ các bác và anh em trong dịp cận Tết này nhá. Đấy, và những dòng đẩy DB Acoustic KD1200 này và KD1500 thì cũng vừa mới về hàng tại cơ sở Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam thôi. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, KD1200 Plus này và KD1500, một trong những dòng đẩy và bán chạy nhất hiện tại hiện nay mà vừa mới có bến tại cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại Sài Gòn. Và một số mã ở đây là có vang như là vang S700 Plus này, cháy hàng cũng đã vừa mới về hàng ở đây, thì anh em và các bác có thể qua và lựa chọn cho mình dòng nâng tiếng DB Acoustic DAC 5S nhé, cũng vừa mới vào hàng này. Đấy, một trong những dòng nâng tiếng rất là hay này. Và những chiếc quản lý nguồn của MB Audio S900 và S600 Pro vừa mới vào hàng ở đây. Đây là những mặt hàng nhỏ thì vừa mới vào nha các bác nhé. Đấy, mặt hàng nhỏ vừa mới vào hàng tại trong cơ sở miền Nam.
thì các bác có thể qua cơ sở ở Sài Gòn thì có thể lựa chọn cho mình những mặt hàng ưng ý nhất, và thứ hai là dành cho gia đình được tốt nhất nha các bác nhé. Đấy. Đây, dòng mic cũng vừa mới hết hàng trong cơ sở miền Nam thì 450 hai la mã thì cũng đã về hàng rồi, thì các bác có thể qua cửa hàng để tham khảo và thưởng thức cho mình những dòng chất âm hay nhất, và thứ hai là lựa chọn như mình những dòng thiết bị karaoke mà hợp lý nhất trong không gian gia đình của mình. Rồi, ok, đấy là em đã nhá hình cho các bác qua về những dòng sản phẩm mà về tại cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam nhé. Và ngoài ra thì bên em cũng còn rất là nhiều những dòng sản phẩm và sẽ về hàng liên tục từ giờ cho đến Tết nha các bác nhé. Và sẽ hứa hẹn là sẽ cung cấp cho các bác đủ hàng và sẽ không thiếu hàng cho các bác. Tết không lo sắm nhá, không thiếu hàng để dành cho các bác nhé. Thì các bác có thể qua cửa hàng Hiếu Minh đây. Và nhân tiện đây thì giới thiệu đến các bác về cái dòng loa Fito Bass, Bass chép Fito cũng vừa mới về hàng tại cửa hàng Hiếu Minh Audio miền Nam này. Và dòng loa JBL KP4010 đấy. Thì các bác cần mua hàng này hay cần tư vấn thì có thể liên hệ với cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam qua số điện thoại hotline là 0982352313 và có địa chỉ tại 48B Cư Xá Bà Điểm, quốc lộ 22, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và cơ sở ngoài miền Bắc thì có địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và số điện thoại hotline là 0919182233 và 0869997229. Và bây giờ thì em sẽ đóng hàng để gửi cho các bác trong kịp trong chuyến buổi chiều ngày hôm nay nhé. Và em sẽ nợ đơn các bác thì hôm nay em sẽ lên đơn, và ngày mai hoặc là trong ngày hôm nay hoặc ngày mai thì em sẽ gửi đến các bác nhé. Và em xin kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam nhé.